Rồi giao đấu với bổn tướng quân, có phải ta đây chịu chết không? Hôm nay không giống trước kia, lần này người sắp chết e rằng chính là ngươi. Nực cười, qua đây. Ứng Long, đuôi xuống. Vậy thì coi, binh khí của ai lợi hại hơn? Tướng công, tướng công, tướng công, tướng công, tướng công, tướng công, tướng công. Hai vị hiền thê, Đinh Sang đã giết cha, tội chết có ta, chỉ là khổ cho hai nàng. Hãy giúp ta hiếu kính mẫu thân, nuôi dưỡng con cái cho thành người, sau này góp sức cho đất nước, làm dễ dàng cho tiết gia ta. Tướng công, đầu tiên đồng thiếp có thể thành thê tử của Tiết Đinh Sang chàng là phần phước kiếp trước thiếp tu được. Tuy không thể bạc đầu, nhưng kiếp này đã đủ. Tướng công, chàng cứ yên tâm ra đi, thiếp sẽ đối với mẹ chàng như là mẹ ruột của mình. Chàng yên tâm, thiếp sẽ suốt đời chăm sóc cho mẹ chàng và cả con trai của chúng ta. Thiếp chắc chắn sẽ nuôi dưỡng nó thành người, thiếp sẽ khiến nó giống như cha nó, có tương lai. Thiếp sẽ khiến nó giống như cha nó, tận trung báo quốc. Tư công, lời thiếp muốn nói tỷ tỷ đã nói rồi, xin chàng uống ly rượu này để tận hết tình phu thê của chúng ta. Đinh Sang ca, Đinh Sang ca, Đinh Sang ca. Lam huynh đệ, sao đệ lại tới đây? Dương Phạm phản tặc có hành động gì không? Dương Tạm biết Đinh Sang ca bị xử tử hình, không còn e sợ gì, đang chuẩn bị tiến quân quy mô lớn vào trại ta. Vì tại sao đệ còn không mau đi chống địch đi? Đinh Sang ca, tụi đệ xin hoàng thượng đặc xá cho Đinh Sang ca. Quay lại. Ta nói mọi người đúng là hồ đồ rồi. Tiết Đinh Sang ta, chính ta đã giết chết phụ thân của mình, tôi đã quá rõ ràng, tại sao còn làm khó hoàng thượng làm gì chứ? Bây giờ chuyện mọi người nên nghĩ là làm sao tiêu diệt kẻ địch kia. Nếu như huynh thật lòng giết cha, tôi để cũng không tha cho huynh đâu. Tôi để càng không thể xin hoàng thượng đặc xá huynh, nhưng huynh chỉ là ngộ sát. Tiết Đinh Sang ta tự tay bắn chết phụ thân của mình, đây chính là sự thật luật pháp nói rõ, đâu thể như không thấy được chứ. Báo, là tướng quân, Dương Phạm khiêu chiến bên ngoài. La hiền đệ, còn không mau đi ra chống địch đi. Nhưng mà tụi đệ không thể đứng nhìn Sang ca chết mà không cứu. Nếu đệ không nghe lời của ta, sao ta có thể coi ba người như là huynh đệ của ta được? Đinh Sang ca, đi mau đi. Đinh Sang ca, Đinh Sang ca, đi mau. Hiền đệ, đệ cứ nghe lời Đinh Sang ca của đệ đi, nếu không chàng chết cũng không nhắm mắt. Tôi để thật sự không nỡ xa Đinh Sang ca. Có ai nỡ đâu chứ.
Bây giờ kẻ địch trước mắt là Hiền Đệ. Tẩu tẩu đi theo các vị, cùng nhau ra trận giết địch, để cho Đinh Sang Ca yên tâm lên đường. Đinh Sang Ca, đi đi mà. Đi thôi. Đinh Sang Ca, đi đi. 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 Kim Định, nàng cũng đi đi. Thiếp nhất định sẽ giết chết Dương Tặc để tướng công yên tâm lên đường. Tiếc Đinh Sang cưỡng đoạt thê tử ta từ lâu đáng chết, hôm nay bị băm ngàn mảnh, cuối cùng cũng trút được mối hận trong lòng bổn tướng quân. Ta thấy các ngươi không còn chủ soái, chi bằng nhân lúc còn sớm xéo về Trường An đi. Phản tướng Dương Phạm ra đây, Đinh Sang ca có ở đây hay không, ngươi cũng khó tránh cái chết. Hiền Đệ khoan đã, để ta trừng trị hắn phản tặc Dương Phạm, ngươi nghe cho rõ. Hôm nay ta thay tướng công ta tới lấy mạng của ngươi. Thật không ngờ quả phụ cũng ra trận. Được, ta sẽ tiễn cô theo trưởng phu của cô. Tỷ tỷ, nhường cho muội. Nếu muội có gì bất trắc, mãnh tử nhờ kẻ vào tỷ. Muội muội đừng nói lời ngu ngốc. Dạ. Kim Định. Dạ. 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 Hơi. Dạ. Hơi. Dạ. Đúng là bà điên không cần mạng, không đánh với cô nữa. Cha, cậu tập Dương Phàm, ngươi muốn chạy đâu? Muội muội, đừng đuổi theo hắn, cẩn thận trúng kế của hắn. Tỷ tỷ, muội nhất định phải giết chết hắn. Nếu không phải tại hắn, tướng công của chúng ta không thể bị tử hình. Muội nhất định phải giết hắn. Kim Định, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để giết hắn, đừng vì nhất thời nóng nảy. Nghe lời tỷ, quay lại đi. Muội muốn để tướng công yên tâm lên đường. Vị tẩu cẩn thận. Muội muội, Kim Định. Cha. Đại tẩu, ngươi dừng lại đi. Tại sao phải chui đầu vào chỗ chết chứ? Ta phải đi cứu Kim Định, ta phải đi cứu cổ. Nếu tẩu đi, hai con trai của Đinh Sang Ca ai sẽ dạy dỗ? Đại tẩu, hoàng thượng, giờ ngọ ba khắc đã sắp tới rồi. Từ Ái Khanh, Khanh có gì để nói hay không? Hoàng thượng anh minh, di thần không có gì để nói. Vậy Khanh cảm thấy có nên xử tử Tiết Đinh Sang hay không?
không nên giết. Không nên giết à? Vậy tại sao Khanh không xin cho hắn vậy? Hoàng thượng cũng đâu phải thật sự là muốn giết hắn. Di thần đâu cần phải làm việc dư thừa như vậy chứ. Nhưng mà hắn đã phạm phải tội chết. Hoàng thượng, Tiết Đinh Sang tuy đã phạm phải tội chết, nhưng mà hắn không phải là cố ý. Lúc đó trời đã hoàng hôn, Bạch Thổ Nhân muốn giết cha của hắn. Đinh Sang chỉ vì sợ cha mình bị thương mới ngộ sát cha mình. Hiếu đạo của hắn ai ai cũng đều biết. Hắn giết cha chỉ vì ngộ sát, tình có thể tha. Hơn nữa, triều đình đã mất đi một trụ cột rồi, giết thêm một người tài, làm sao mà chinh Tây, làm sao mà giữ nước đây? Không có hắn còn có Phàn Lê Quê, có thể kêu cổ đi chinh Tây giữ nước. Giết Tiết Đinh Sang cũng sẽ không có Phàn Lê Quê. Tại sao nói như vậy? Lời của Phàn phu nhân chẳng lẽ hoàng thượng vẫn chưa hiểu sao? Hai mẹ con họ đều yêu mến Tiết Đinh Sang. Điều họ muốn là sớm ngày động phòng, chứ không phải xin hoàng thượng sớm ngày giết hắn. Xin người hãy suy nghĩ lại, nếu hoàng thượng giết trượng phu của Phàn Lê Quê, cô ta không tới liều mạng với hoàng thượng đã may lắm rồi. Sao còn có thể vì hoàng thượng dẫn binh xuất chinh chứ? Nếu như Thư Bổ Đồng biết đại quân triều đình ta như rắn không đầu, còn không liều mạng đánh qua, lúc đó ai ngăn cản được địch đây? Bao! Hoàng thượng, tiểu nhân về rồi. Tình hình thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, lúc áp giải Tiết Đinh Sang nguyên soái đã pháp trường, đám tiểu tứ La Chương muốn cầu kiến hoàng thượng đặc xá cho Đinh Sang, nhưng mà Đinh Sang kiên quyết ngăn cản. Khi biết phản tặc Dương Phàm khiêu chiến ngoài trại, hắn kêu họ về nghênh địch, đánh bại Dương tặc mới yên lòng lên đường. Hai vị phu nhân ôm con từ biệt Đinh Sang, nghe nói chuyện này đã về trại mặc áo giáp ra trận chiến đấu với Dương Phàm để bảo vệ hàng giang quan. Chiến cờ thế nào? Bẩm hoàng thượng, hai vị phu nhân xuất trận nghênh chiến, Dương Phàm không đánh chạy về Bạch Thổ Quan, hai vị phu nhân kiên quyết đuổi theo, không may sa vào quái thú thất sát trận, tới nay sống chết chưa rõ. Lùi ra đi. Dạ. Tiết gia đúng là cả nhà anh dũng. Tự lưng. Có di thần. Giờ Ngọ Ba Khắc sắp tới rồi, Khanh vẫn khoanh tay ngồi nhìn, không xin tha cho hắn. Khanh đang muốn cẩm nút lời hay là muốn cẩm tiêu diệt cả nhà của Tiết gia đây? Hoàng thượng bất giận, người cầu xin đó sắp sửa tới đây rồi. Là ai vậy? Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Miệng lễ, miệng lễ. Hoàng thượng, lão thật có chuyện gấp khải tấu. Chuẩn tấu. Chuẩn tấu. Chuẩn tấu. Hoàng thượng, lão thần vẫn chưa nói xong mà. Ê trời ơi, trình lão thiên thuế, ông mau đi đi, giờ Ngọ Ba Khắc sắp tới rồi, mau tới pháp trường cứu người đi. Được. Mau mau mau. Được. Đứng lại. Bên kia. Không bên kia kìa. Chạy theo. Nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại đó. Hướng bên kia kìa. Đứng lại. Bảo lại vậy lại. Bảo vậy hả? Nghe không? Đứng lại. Nhanh lên. Rút đi. Rút. Là tướng quân, nếu như mùi mùi ta có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với Đinh Sang ca? Tẩu tẩu, xin đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ ra cách mà. Chà. Chà. Dương Phàm, ngươi ra đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dương Phàm, ngươi ra đây cho ta. Dương Phàm, nếu như ngươi còn là nam tử hán, ngươi ra đây nói chuyện với ta. Người nào đang kêu réo vậy? Dương Phàm, bổn tướng quân là tiên phong dẫn đường La Chương. Người ức hiếp một người phụ nữ như vậy đâu phải là anh hùng hảo hán. Hai quân giao chiến, đâu phân biệt nam nữ. Dương Phàm, ta và mùi mùi ta trao đổi thế nào? Trao đổi?
Ta không mắc lừa các người đâu. Ngươi. Nhưng mà nếu như cô muốn đi theo cổ thì ta hoan nghênh. Dương Phàm, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì đánh với ta đi. Nếu như ta thắng được ngươi, ngươi phải thả Tần tướng quân ra, thế nào? Muốn thấy cao thấp thì phải vào trận thôi. Ta nghĩ các ngươi đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Nếu như muốn ta thả Trần Kim Định ra thì trừ khi kêu Phàn Lê Quê tới gặp ta. Ngươi nói thật không? Dĩ nhiên là thật rồi. Được, vậy ta sẽ mời Phàn cô nương ra. Dương Phàm, trước khi Phàn cô nương tới đây, xin ngươi đừng làm hại muội muội của ta. Về chuyện này thì phải coi tâm trạng của ta đã. Một lời đã hứa. Được. Cho. Cho. Chưa tìm được Trần Kim Định sao? Dạ chưa. Sau khi cổ rơi từ vách đá xuống, giờ không có tung tích gì, có khả năng là cô ấy đã chết. Nhất định phải tìm cho bằng được. Cho dù té chết, ta cũng muốn tìm thi thể cổ. Dạ, tướng quân. Thời gian đã đến, chuẩn bị hành hình. Thánh chỉ tới. Truyền khẩu dụ của hoàng thượng giải Tiết Đinh Sang về lại Đại Doanh. Tuân chỉ. Phụng Thiên Thừa Giận, hoàng đế chiếu giết nữ tướng Tây Lương Phàn Lê Quê, có công với nước, đặt thưởng phong làm quy bậc đại tướng quân, trấn thủ Hàng Giang Quan, và sẽ ban thưởng cho một mão phụng, một bộ mão bào, một sợi đai ngọc, khâm thử. Người mau đi truyền chỉ, không được chậm trễ. Tuân chỉ. Truyền Tiết Đinh Sang vào điện. Tội thần Tiết Đinh Sang cấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tiết Đinh Sang, ngươi đã phạm tội chết, quyết không thể tha. Mấy nhờ Trình Lão Thiên Tuế ra sức bảo vệ, trẫm niệm tình ngươi có công với nước, có công với triều đình, tạm miễn tội chết của ngươi. Thần xin đa tạ, hoàng thượng đã tha tội chết. Trẫm quyết định sẽ đày ngươi làm thứ dân, lệnh ngươi áo quần đơn sơ, không được cưỡi ngựa, đi bộ tới Hàng Giang Quan, mời Phàn Lê Quê cô nương phá quái thú thất sắc trận của Dương Phàm, đồng thời cứu hai phu nhân của ngươi. Đây là trẫm cho ngươi cơ hội để lấy công chuộc tội. Nếu ngươi mời được Phàn cô nương thì tội chết của ngươi có thể miễn. Nếu như không mời được Phàn cô nương, nhất định sẽ phải chém đầu. Tạ hoàng thượng, hoàng ân bao la, tội thần Tiết Đinh Sang quyết không phụ kỳ vọng của hoàng thượng. Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu, thánh chỉ tới rồi. Nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu, thánh chỉ tới, thánh chỉ tới rồi. Thánh chỉ tới. Phàn Lê Quê tiếp chỉ. Đinh Sang mau đứng lên. Hãy ngẩng đầu lên đi, lau khô nước mắt. Nam nhi đổ máu không rơi lệ. Bây giờ Tiết gia chúng ta gặp nạn, mọi người đều có thể khóc, nhưng mà con không được khóc. Cái con cần không phải là nước mắt, mà là kiên cường, là đối diện. Đinh Sang à, vì Chinh Tây và vì Kim Định, nhất định phải mời được Lê Quê cô nương trở về. Phải lấy dũng khí, trời có sập xuống cũng phải chống đỡ để đối diện. Mẹ con và nhị nương tin con chắc chắn có thể làm được mà. Đa tài nhị nương đã chỉ bảo. Đinh Sang đã hiểu rồi. Mẹ con bệnh nằm ở trên giường, phiền nhị nương chăm sóc dùm. Con yên tâm đi đi, nhất định phải mời được Phàn cô nương trở về. Ta sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của con. À.
Tiên Đồng, ta đi đây. Tướng công, thế muốn đi cùng với chàng? Như vậy sao mà được? Sao nàng có thể cùng đi với ta chứ? Thiếp đi giúp chàng cầu xin Lê Quê. Hơn nữa, một mình chàng tới nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, thiếp thật sự không thể yên tâm. Ta biết là nàng lo cho ta, ta cũng biết nàng không yên tâm nàng là thế tử tốt. Nhưng mà đường xa rất là gian nan khổ cực. Thiếp không sợ, có khổ hơn cũng không sợ. Được rồi, đừng lo lắng, không có gì mà không yên tâm ha. Hơn nữa, nàng không chỉ là thế tử của ta mà còn là tướng lĩnh trong quân, sao có thể tự tiện bỏ đi được? Chờ thiếp trở về, chờ thiếp trở về mới thỉnh tội với hoàng thượng. Tiên Đồng, ta còn có một chuyện muốn nhờ nàng. Tướng công cứ nói. Kim Định đã vì ta một mình vào trong ải, nhưng bây giờ ta đang sống rất là tốt, cô ấy thì lại sống chết chưa rõ. Chỉ vì chuyện này, ta luôn thấy áy náy ở trong lòng. Lần này ta tới Hàng Giang Quan mời Lê Quê, nếu như vẫn không mời được, nhất định phải nhận tội phục pháp. Ta muốn, ta muốn nhà nàng điều tra tung tích của cô ấy. Xin tướng công yên tâm, Kim Định muội muội và thiếp tình như thủ túc, cho dù chàng không nói thì thiếp cũng sẽ làm vậy. Vậy ta đi trước đây. Tướng công, chàng nhớ phải cẩn thận. Cô nương, cô làm sao vậy? Đại nương, con bị người ta truy sát, té xuống khe núi này, có thể cho con uống nước không? À, tôi thấy cô bị thương không nhẹ, hãy tới nhà tôi nghỉ đi. À, từ từ thôi. Lê Quy, Lê Quê, nếu đã biết Đinh Sang sẽ tới mời con, thật ra con có dự định gì? Nói thật lòng thì bây giờ trong nhất thời con cũng không biết phải làm sao. Con muốn nghe thử suy nghĩ của mẹ. Theo mẹ thấy, Đinh Sang bất luận là nhân phẩm hay là văn tài võ công đều là nhân tài khó mà tìm được lắm. Điều này con phải nắm cho rõ đó. Mẹ, về điều này con hiểu rõ hơn mẹ. Bây giờ nó gặp phải bất hạnh lớn như vậy, không lẽ con còn muốn trả thù nó sao? Thấy chàng gặp phải đả kích này, con đứt từng đoạn ruột, sao còn nhẫn tâm trả thù chứ? Vì sao con còn do dự không quyết? Sư phụ nói bắt Đinh Sang chịu khổ 3 lần mời, như vậy mới có thể khiến người trên dưới triều đình hả giận được. Nếu không như vậy sẽ bất lợi đối với Đinh Sang. Lời sư phụ con nói cũng rất là có lý. Mẹ, lỡ như Đinh Sang một mời hai mời con vẫn không đi, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, có khi nào chém đầu Đinh Sang không? Hoàng thượng nỡ lòng chém nó sao? Có lẽ là không nỡ.
Vậy thì phải rồi, nói không chừng hoàng thượng cũng muốn cho nó một chút khó khăn. Cũng mong là như vậy. Nè Lê Quy, bắt đầu tập luyện. Một, hai, hơi, hai, ba, ba, bốn, ba, năm, ba, sáu, ba, bảy, ba, dừng. Bẩm báo tướng quân, mặt tướng đang dẫn dắt các tướng sĩ tập luyện. Tốt, tiếp tục tập luyện. Dạ. Ngươi từ đâu tới? Ta là Tiết Đinh Sang. Phàn tướng quân có ở đây không? Ta có chuyện muốn tìm cô ấy. Bẩm báo Phàn tướng quân, bên ngoài có một người đàn ông cầu kiến. Đại tiểu thư, bên ngoài mưa rất lớn, không biết có phải Tiết công tử đến hay không. Người tới là ai? Hắn nói hắn là Tiết Đinh Sang. Hả? Thật sự là công tử? Đại tiểu thư cho công tử vào đi. Nhiều chuyện. Phàn tướng quân, tôi thấy hắn rất nóng lòng, nói là có việc quan trọng muốn gặp Phàn tướng quân. Lần này hoàng thượng chắc chắn sẽ phái Đinh Sang nhờ con Hạ Sơn dẫn binh. Nhưng mà tuyệt đối phải nhớ kỹ, không thể nhân từ mềm lòng. Phải nhẫn tâm ra sức hành hạ Đinh Sang. Không mời ba lần thì không thể xuất binh kiến giá. Truyền mệnh lệnh của ta, cứ nói hôm nay sức khỏe của ta không tốt, bất cứ ai ta cũng không muốn gặp. Vậy Phàn tướng quân còn không đi mau? Dạ. Đại tiểu thư, bên ngoài mưa lớn như vậy, cô thực sự nhẫn tâm bắt công tử ở ngoài dầm mưa qua đêm sao? Phải đó đại tiểu thư, cô cứ để công tử vào trong đi. Không liên quan tới các ngươi, lùi ra đi. Dạ. Phàn tướng quân có lệnh, không gặp ai hết, mau đi đi. Khoan đã. Cho dù là ai, nói không gặp là không gặp, đi đi. Nhưng mà Tiểu Thúy, Lê Quy đâu? Ngài đừng có chờ nữa, đại tiểu thư sẽ không gặp ngài đâu. Nhưng mà ta có chuyện muốn nói với cô ấy. Ở đường Bắc có một quán trọ, ngài đến đó nghỉ một đêm, bữa khác hãy tới đi. Tiểu Thúy. Từ lâu chúng tôi đã nghe nói đại quân triều đình rất có nghĩa, rất yêu thương lão bá tánh. Lúc đầu tôi cũng thấy không tin lắm, sau khi nghe cô nói như vậy tôi tin rồi. Không giấu gì cô, tôi có đứa con trai đang làm phó tướng dưới tay của Dương Phàm. Nếu là như vậy, đại nương, con cũng không muốn liên lụy người. Hay là người kêu con trai người trói con lại giao cho Dương Phàm đi. Nhị phu nhân, cô quá coi thường đại nương này rồi. Đại nương không phải là loại người đó. Mặc dù con trai tôi làm việc dưới tay của Dương Phàm, nhưng trước giờ nó không có làm việc xấu. Nếu không tôi không tha cho nó đâu. Đại nương đúng là hiểu rõ đại nghĩa.
Báo, Tiết Linh Sang bên ngoài cầu kiến Phan tướng quân. Ta đã biết rồi, lui ra đi. Tiết Linh Sang, Phan tướng quân có lệnh kêu ngươi vào trong. Hả? Liêu Quê, muốn làm gì? Đứng lại, có gì nói ở đây. Liêu Quê, lúc ban đầu cũng là tại ta trúng nhân kế của Dương Phạm, khi cho nàng tổn thương quá lớn, là ta có lỗi với nàng. Hôm nay một mình ta tới tận đây, một là ý muốn ta lỗi với nàng, xin nàng hãy tha thứ cho ta. Hai là muốn mời nàng kiến giá xuất binh, phá quay tu thức sát trận của Dương Phàm, góp sức vì triều đình. Lần này chàng đến muốn ta tha thứ cho chàng, ta không thể làm được. Nhưng mà muốn ta trở về quân doanh góp sức vì triều đình, chuyện này thì có thể. Được rồi, tha thứ ta chỉ là chuyện nhỏ, góp sức vì triều đình mới là đại sự. Vậy bây giờ xin nàng hãy cùng ta xuất binh đi. Xin hỏi bây giờ chàng có thân phận gì? Là nguyên soái hay là trọng thần triều đình? Không phải là gì hết, mà là một thứ dân. Vậy chàng dựa vào đâu đến điều binh khiển tướng? Chính là ý chỉ của hoàng thượng. Nếu như phụng chỉ mà đến, vậy thánh chỉ ở đâu? Không thấy thánh chỉ, ta không thể đi cùng chàng được. Nhưng mà thánh chỉ sẽ đưa đến sao, có được hay không? Được, chờ đưa thánh chỉ đến, ta sẽ tuân chỉ mà làm. Người đâu, tiễn khách. Đứng lại. Liên Quy, cho dù nàng không nghĩ cho ta, nhưng mà nàng cũng phải nghĩ cho triều đình chứ. Bây giờ kẻ địch ở trước mắt, chúng ta đã tổn thương mấy viên đại tướng rồi, bây giờ Kim Định bị giam ở trong trận sống chết chưa rõ. Chỉ có một mình nàng biết rõ bàn môn tả đạo của Dương Phàm, chỉ có nàng biết cách phá trận thôi. Không lẽ nàng khoanh tay ngồi nhìn, kiên quyết không lo hay sao? Lê Quy, Lê Quy, khai bẩm hoàng thượng, tội thần phụng chỉ đến hàng giang quan mời Phan Lê Quy xuất binh. Phan Lê Quy lại nói không thánh chỉ nên không nghe, còn nói là tội thần giả truyền thánh chỉ. Tội thần mời hai lần không đến, thực sự không biết phải làm sao, chỉ đành trở về phục chỉ mà thôi. Trước Cẩm đã từng nói là nếu như không mời được Phan cô nương, phải nên làm thế nào? Trị theo quốc pháp. Vậy ngươi còn gì để nói hay không? Tội thần không có gì để nói nữa. Người đâu? Dạ. Lùi Tiết Đinh Sang ra ngoài chém đầu cho ta. Dạ. Khoan, khải tấu hoàng thượng, kẻ thù trước mắt không thể giết Tiết Đinh Sang. Di thần bảo tấu hắn tới hàng giang quan, dùng chân tình xin Phàn Lê Quê hồi tâm chuyển ý, tới đây kiến giá xuất binh để chuộc tội lỗi và phục thánh quyết. Không biết Kình lão thiên tuế có ý kiến thế nào? Từ quân sư nói rất có lý, xin hoàng thượng ân chuẩn. Chuẩn tấu. Ta ơn hoàng thượng đã tha tội chết. Không biết hoàng thượng sẽ đối với chàng như thế nào nữa. Chắc là không giết nó chứ. Sư phụ nghĩ ra cách này thật sự quá mạo hiểm. Mẹ à, bây giờ con, trong lòng của con rất là bất an. Không phải con đã phái người đi nghe ngóng rồi sao? Phải, con đã phái vài tên thám tử đi nghe ngóng, nhưng bây giờ một tin cũng chưa về. Bao, tiểu nhân vừa từ Bạch Thủ Quan nghe ngóng tin trở về.
Nói mà. Tứ công tử không mời được tướng quân, hoàng thượng Long Nhan phẫn nộ, lập tức đòi giải ra pháp trường xử trảm. Trảm rồi sao? Vẫn chưa. Quân sư Từ Lương ra mặt bảo tấu, nói cho công tử thêm một cơ hội, nếu hắn không mời được tướng quân, lập tức trảm. Nghe ngóng tiếp. Dạ. Mẹ, con thật sự không thể chịu nổi nữa. Con thật sự rất sợ chàng sẽ xảy ra chuyện. Con à, mẹ cũng rất lo lắng. Mẹ cũng không nhẫn tâm thấy con hành hạ nó như vậy. Nhưng mà con phải tin tưởng lời sư phụ con nói. Lời người đã nói thì không thể sai được. Nếu ta không tiếp tục làm theo lời người, lỡ như Đinh Sang bị tổn thất gì, không phải khiến người còn lo hơn sao? Hả? Mẹ, con phải làm sao đây? À, con à, mẹ có một cách có thể khiến Đinh Sang gặp nạn quá may. Mở cửa. Tiết phủ. Mau mở cửa. Mau mở cửa đi. Công tử là người sao? Tiểu Thúy, ở trong nhà làm sao vậy? Tiểu thư cổ, cổ đột nhiên qua đời rồi. Cái gì? Công tử nào? Tại sao nàng lại nỡ bỏ ta mà đi chứ? Cũng tại ta không tốt, là ta đã nuôi mù, là ta đã trách lầm nàng, là ta vô lý rồi bỏ nàng, lại hại chết nàng. Sư phụ thiếp và sư phụ chàng vào 10 năm trước đã định hôn nhân của chúng ta. Bà nói chúng ta kiếp này có duyên phu thê. Chúng ta đã là phu thê rồi, tại sao nàng còn che giấu ta chứ? Họ cố ý hãm hại thiếp. Ta đúng là vô dụng mà. Ta đúng là vô dụng mà. Ta làm như vậy còn mặt mũi nào để ta sống trên đời này được nữa chứ? Lần này thiếp ra trận là vì muốn gặp chàng thôi. Tướng công, chàng không sao chứ?
Tướng công, chàng nghe thiếp giải thích, thiếp đối với chàng tình này không đổi, thiếp mãi mãi là trong sạch. Lê Quê đang chờ ta, ta về trại phục chỉ, đang chờ ta. Lê Quê, nàng đành Lê Quê, không lẽ ta đã xuống âm phủ để hội ngộ với nàng rồi phải không? Chàng không xuống âm phủ, thiếp cũng không xuống âm phủ, chúng ta đều còn sống. Không thể nào, Lê Quê của ta đã chết rồi mà. Tướng công, chàng hãy nhìn thiếp thật kỹ, thiếp chưa chết, thiếp còn sống. Thiếp chỉ gạt chàng là thiếp đã giả chết. Nàng thật sự vẫn chưa chết, tốt quá, gạt ta cũng không sao. Tướng công, thật sự xin lỗi, thiếp vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Không sao, không sao, là ta không tốt, là lỗi của ta, đó là lỗi của ta. Thật ra từ lâu thiếp đã tha thứ cho chàng. Tốt quá, chúng ta đã không còn chia lìa nữa rồi. Đông có sấm sét, hè đổ mưa, trời đất hợp mới dám tuyệt giao chàng. Tướng công, sức khỏe chàng suy nhược nè, uống chút sữa dê đi ha. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Kiến giá xuất binh. Nhưng mà ta đến đây không có thánh chỉ. Tướng công khờ của thiếp, đi thôi. Các huynh đệ, tìm kiếm nguyên một ngày, cổ họng khắc khô rồi. Nhà ta ở gần đây, đến nhà ta uống miếng nước đi. Được, được, được. Đi. Tới nhà phó tướng nghỉ cũng tốt. Được rồi, đi đi. Được, đúng được. Vậy. Chúng ta đi nhanh lên đi. Khởi bẩm hoàng thượng, Tiết Đinh Sang và thê tử ở ngoài cầu kiến. Truyền. Dạ. Truyền, Tiết Đinh Sang, Phàn Lê Quê cầu kiến. Tội thần Tiết Đinh Sang, Phàn Lê Quê khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai vị ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Phàn ái khanh quả nhiên là giai nhân tuyệt thế, hơn nữa văn võ song toàn. Tiết Đinh Sang có thể tự tốt như vậy, khanh lại ba lần đòi từ hôn, đây là đạo lý gì chứ? Tội thần đã biết tội. Tiết Đinh Sang nghe chỉ. Tội thần xin tiếp chỉ. Khanh vốn dĩ đã là một người phạm tội chết, nhưng mà lần này khanh đã mời được Phàn Lê Quê cô nương, trọng tính cho khanh lập được đại công, tạm miễn tội chết của khanh. Ta ơn hoàng thượng đã tha tội, nhưng mà trẫm sẽ miễn trừ chức vụ đại nguyên soái ba quân của khanh, giáng làm tiên phong ba quân. Hy vọng khanh tiếp tục lập công chuộc tội. Di thần nhất định lấy công chuộc tội, không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Phàn Lê Quê nghe chỉ. Có di thần. Trẫm lệnh cho khanh là đại nguyên soái ba quân,
mau đi phá quái thú thất sát trận của phản tặc Dương Phàm, công phá Bạch Hổ Quan. Thần lãnh chỉ. Từ Ái Khanh, Khanh có biết hôm nay là ngày gì không? Bẩm hoàng thượng, hôm nay là đại cát về chuyện cưới gả. Nếu đã như vậy thì Tiết Đình Sang và Phàn Lê Quê hôm nay thành thân luôn đi. Tạ chủ long ân. Đinh Sang hiền đệ. Từ huynh. Đinh Sang hiền đệ, đối với chuyện hoàng thượng bổ nhiệm có suy nghĩ gì không? Nam tử hán đại trượng phu nhất định được bỏ xuống đường. Để nói vậy đây là tâm thái của đệ rồi. Xem ra hiền đệ đối với tính cần thiết của việc bổ nhiệm này hoàn toàn không thật sự hiểu rõ. Vậy đó là bởi vì Lê Quy có thể phá được quái thú thức sát trận của Dương Phạm. Phải, nhưng không hoàn toàn đúng. Dương Phạm bày kế khiến Đinh Sang giết cha, lại khiến Kim Định tỷ tỷ sống chết không rõ. Ta cảm thấy hoàng thượng lo lắng Đinh Sang xử sự tình cảm lúc tác chiến sẽ mất đi lý trí. Phải, nhưng không hoàn toàn. Xin huynh hãy nói rõ ra. Quân sư, quân sư nói như vậy ta cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu được. Đinh Sang hiền đệ, hoàng thượng dựa vào đâu miễn tội chết của đệ chứ? Là vì đệ mời được Lê Quê có đúng không? Mời được Lê Quê thì có thể miễn trừ tội chết. Thấy rõ Lê Quê rất quan trọng trong việc chinh Tây. Đệ nói không cho cô ấy cầm binh, chỉ cho cô ấy làm thê tử của đệ, hoặc là cho cô ấy làm chức quan như tiên phong, thể hiện được tầm quan trọng của cổ hay sao? Nếu không thể hiện được tầm quan trọng thì có lý do miễn tội chết của đệ sao? Hoàng thượng nói gì đệ đúng là hao tâm tổn quyết. Hoàng thượng dốc hết tâm quyết, chúng tôi phải thật lòng đối đãi. Có lý do gì mà không liều chết giết địch vì nước lập công? Hoàng thượng ban chỉ cho tối nay hai người động phòng, cũng là hy vọng hai người sớm ngày thành thân, mau chóng phá địch. Tôi đệ đã trở về, sao mau chóng nghĩ cách phá địch? Vậy thì tốt. Lê Quê cô nương, mẫu thân của cô đã thu xếp xong chưa? Quân sư yên tâm, đã thu xếp xong xuôi. Vậy quá tốt. Vậy ta xin cáo từ. Lê Quê, ta đi tìm La tướng quân. Được. Nhị phu nhân, tìm không được đại phu, tìm không được thuốc, vết thương của cô phải làm sao đây? Đại nương, con biết trên núi có thuốc chữa được vết thương của con. Đáng tiếc con không thể lên núi được. Để tôi đi tìm người, coi có người nào biết thảo dược hay không. Vậy làm phiền đại nương. Cô chờ tôi nha. Mẹ, Tâm Hoa, sao con về đây vậy? Con đã chấp hành nhiệm vụ, tình cờ đi ngang nhà mình nên trở về thăm mẹ nè. Chấp hành nhiệm vụ gì mà đến gần nhà vậy? Bắt một nữ tướng lĩnh của quân đường, cổ là nhị phu nhân của Tiết Định Sang. Con muốn bắt cổ? Dạ đúng rồi. Sao vậy mẹ? Con à, con không thể bắt cổ. Cổ là người tốt. Hình như mẹ biết cổ đang ở đâu hả? Mẹ à, mẹ mau nói cho con biết đi. Mẹ nói với con nhưng con không được bắt cổ. Cổ đang ở đâu vậy? Cổ đang ở trong nhà mình. Mẹ, mẹ quá hồ đồ rồi đó. Mẹ chưa chấp tướng địch, vậy là đã phạm vào tội chết đó mẹ biết không? Hay là giờ mẹ để con bắt cổ, lấy công chuộc tội đi. Đã tìm được người rồi, theo tôi. Nè, Tâm Hoa, Tâm Hoa, đứng lại. Không ai được vào. Mẹ, bây giờ con đang làm nhiệm vụ, mẹ đừng có xen vào. Con là tên súc sinh, lời của mẹ con cũng không nghe. Mẹ, ở nhà con nghe lời mẹ. Nhưng bây giờ con đang chấp hành quân vụ, con phải nghe theo lệnh của Dương tướng quân chứ. Bây giờ con đang ở nhà thì phải nghe lời của mẹ. Mẹ à, mẹ không thể hồ đồ vậy được đâu.
Nếu như con bắt cổ, mẹ sẽ lập tức chết trước mặt con. Không tin con cứ thử đi. Mẹ à, sao mẹ phải làm khó con vậy? Có chỗ nào khó đâu. Con cứ coi như không nhìn thấy là được rồi. Con bắt cổ chẳng qua là muốn thăng quan phát tài. Con à, cái loại quan bất nhân, loại tiền bất nghĩa chúng ta không cần. Mẹ, tục ngữ nói ở triều vì triều, ở nước vì nước. Con thân là phó tướng của Dương tướng quân, con có thể không làm việc gì ông ta sao? Con xin lỗi mẹ. Từ xưa trung hiếu khó lưỡng toàn, bữa nay con nhất định phải dẫn cổ đi. Con là đứa súc sinh, thì ra con nghĩ như vậy. Được, mẹ coi như không có đứa con như con. Đại nương, đừng làm khó họ. Cuối cùng cô cũng ra, coi cô còn chạy đâu. Hào phó tướng, người muốn bắt thì cứ bắt ta về đi. Đừng vì ta mà tổn thương tình cảm của hai mẹ con. Đại nương, người đừng trách hắn. Hắn cũng chỉ là đang làm quân vụ, thân bất do kỷ. Vậy còn tạm được. Cô đừng vì bảo vệ tính mạng của bản thân làm hại cả nhà của ta. Hàng phó tướng, nghĩ vậy là ngươi sai rồi. Ta không hề sợ chết. Hiện giờ đại quân triều đình chiến tướng rất đông, trận Kim Định ta chết không đáng tiếc. Bây giờ kẻ ta cảm thấy đáng tiếc lại là ngươi, nhất là mẫu thân tốt của ngươi. Cô nói vậy là sao? Vừa rồi không phải ngươi nói giữ trung sao? Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi đang trung với ai? Trung với quốc gia, trung với triều đình? Rõ ràng không phải. Ngươi chỉ đang trung với Dương Phạm và Thư Bổ Đồng, nhưng bọn họ lại là loạn thần tặc tử của triều đình. Ngươi có biết thật ra bản thân ngươi làm cái gì hay không? Ta chỉ biết ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Ngươi có thể nói cho ta biết thật ra ngươi đang làm gì không? Ngươi đang đi theo mấy tên phản tặc, đối kháng quốc gia, đối kháng bá tánh thiên hạ. Cô nói bậy cái gì? Không lẽ là ta sai sao? Sự thật bày ra trước mắt, ngươi nói sai hay là đúng? Ngươi vừa nói mẹ ngươi hồ đồ, ta thấy ngươi mới là kẻ hồ đồ thật sự. Diệt Thư Bổ Đồng, Dương Phạm, mấy tên loạn thần tặc tử tạo phản, khiến cho bao nhiêu người vô tội phải mất mạng. Hiện giờ mấy mươi vạn quân của triều đình đã ép sát Bạch Hữu Quan, ải này sớm muộn cũng bị phá. Ta khuyên các ngươi, cho dù không muốn lập công, cũng đừng vô cớ làm giận hy sinh. Nhị phu nhân, con tôi bây giờ có thể quay đầu được không? Đại nương, trước mắt hắn vẫn chưa làm chuyện gì xấu, quay đầu vẫn chưa muộn. Mẹ, con biết sai rồi mẹ. Con à, con phải đa tạ nhị phu nhân, Trần tướng quân mới phải. Chính cổ khiến con biết sai mà quay đầu lại. Đa tạ Trần tướng quân chỉ giáo, khiến hàng mổ hiểu ra vấn đề. Hiểu rõ thì tốt, mong là ngươi ra sức dẹp loạn, vì nước lập công. Mạc tướng nhất định. Bây giờ Mạc tướng phải đi, không biết là Trần tướng quân còn có gì căn dặn không? Hiện giờ triều đình sắp phá Bạch Hổ Quan, không biết ai này có bẫy hoặc cơ quan bí mật nào không? Ngươi có thể dò hỏi, cung cấp cho bọn ta không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức. Con à, con hãy đi kiếm thảo dược cho Trần tướng quân đi con. Được rồi Trần tướng quân. Mẹ à, con đi trước nha. Đi. Đại nương, hào phó tướng đi như vậy e là có nguy hiểm, làm phiền người đuổi theo hắn đi. Được rồi. Các huynh đệ, chuyện của hôm nay mọi người cũng đã biết hết rồi. Không giấu mọi người, ta quyết định quy thuận triều đình. Mọi người nếu ai có cách nghĩ khác thì đừng ngại nói ra. Mỗi người một chí hướng, mỗi người có một suy nghĩ khác cũng là bình thường thôi. Ta không miễn cưỡng mọi người. Người muốn đi theo ta, ta hoan nghênh. Người không muốn đi theo ta, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các người, quyết không làm khó mọi người.
Nhưng có một điều, không ai được đi cáo mật. Tôi bằng lòng đi theo huynh quy thuận triều đình, quyết không cáo mật. Chúng tôi bằng lòng quyết không cáo mật. Tân cao hòa trưởng, còn ý của huynh? Huynh có thể không bằng lòng, nhưng không được đi cáo mật, bởi vì chuyện này liên quan tới mấy mạng người. Tôi cũng bằng lòng quyết không cáo mật. Tâm quá. Mẹ, mẹ, các người có thể lui. Dạ. Mẹ, sao mẹ tới đây vậy? Mẹ không sao. Con à, là Trần tướng quân cảm thấy lo lắng, sợ con gặp nguy hiểm. Bây giờ không sao rồi. Không sao đâu mẹ. Đám huynh đệ tụi con bây giờ đã một lòng. Mẹ nói với Trần tướng quân, kêu cổ cô yên tâm đi. Con à, con vẫn phải cẩn thận hơn mới được đó. Con biết rồi mẹ. Biểu ca. Tam Hoa tới rồi hả? Biểu ca, huynh đang làm gì vậy? Huynh còn có thể bận gì, không y thì là thuốc. Sao hôm nay biểu đệ rảnh rỗi tới chỗ huynh vậy? Không phải đi khám bệnh sao? Dĩ nhiên không phải tới khám bệnh rồi, nhưng mà để tới để lấy thuốc. Đang bình thường lấy thuốc làm cái gì? Không phải đệ cần, huynh đệ của đệ cần, để tới lấy giùm thôi. Là thuốc gì vậy? Thuốc trị thương. Tại sao không kêu hắn tới chữa, chỉ là lấy thuốc à? Hắn bị thương quá nặng, đi không có tiện. Vết thương càng nặng thì càng phải tới đây, khiêng cũng phải tới. Biểu ca à, huynh cho để thuốc đi. Để nói thật cho huynh biết, thật ra để lấy thuốc cho ai? Để tự tiện lấy thuốc là phạm vào quân kỷ, có biết chưa? Quy tắc này để biết chứ. Nhưng để cũng biết huynh là biểu ca của đệ mà. Để nói thật cho huynh biết, để lấy thuốc là để chữa cho ai? Người này có phải là không thể tới được không? Đúng vậy. Hắn là ai? Tam Hoa, để càng ngày càng to gan rồi. Để có biết làm như vậy sẽ mất mạng không? Chuyện này dĩ nhiên để biết mà. Tại sao để biết vẫn còn làm như vậy? Cho dù để không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho mẹ già của để chứ. Không giấu gì huynh, chính do mẹ để kêu để làm vậy đó. Cô của huynh. Đúng vậy. Biểu ca, nếu huynh không giúp thì để về. Khoan đã, để chờ một lát. Đây là chuyện mất mạng, huynh có nghĩ đến hậu quả không? Đệ nghĩ huynh thật sự không biết lý lẽ như vậy sao? Huynh cho đệ biết, chuyện của quân đội triều đình từ đầu huynh đã biết rồi. Chỉ cần là chuyện chính nghĩa thì đâu có gì phải sợ. Xem chút đệ đã hiểu lầm biểu ca, thì ra biểu ca còn giác ngộ sớm hơn đệ. Đệ mang thuốc đi trước, nhưng mà chỉ có thuốc không thì vẫn chưa được. Huynh phải đích thân tới đó một chuyến. Đệ phái một người đi cùng với huynh nha. Không cần đâu, đệ phái người đưa thuốc đi, huynh theo sau là được rồi. Được rồi biểu ca, đệ đi trước. Hàng phó tướng quân xin dừng bước, tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Là chuyện gì? Ở đây nói chuyện không tiện. Được, đi vào trong nói. Cái gì? Tiểu nhân không có nửa câu nói dối, thật sự nhìn thấy Phàn phó tướng cầm một gói đồ từ y phòng đi ra. Lại có chuyện này à? Kêu hắn lên gặp ta. Còn chuyện gì nữa nói mau đi. Chuyện này. Con à, con. Con à. Mẹ. Thay áo đi. Sớm vậy đã thay. Thời gian không còn sớm, mau thay đi. Thay áo cho đại tiểu thơ đi con. Dạ. Nè. Nào. Thật ra có chuyện gì? Nói mau. Hàng phó tướng phải cẩn thận nhiều hơn. Chuyện hôm qua đã có người cáo mật lên Dương tướng quân rồi. Thật ra là ai? Là hòa trưởng Tân Cao. Nè Hồ Đinh à, đối với chuyện này thì huynh nghĩ sao? Tôi cố ý tới đây báo tin cho phó tướng. Huynh nói tôi có thái độ gì chứ? Được, nếu đã vậy, huynh quả tốc tới nhà của ta, đưa gói thuốc này cho mẹ ta, kêu mẹ ta đưa Trần tướng quân đi. Còn phía Dương tướng quân tự ta biết lo. Dạ được, còn gì cần tôi làm hay không? Huynh có biết bố trận của Thất Sát trận không? Biết chút ít, lúc đầu khi bố trận tôi có tập luyện mấy lần. Vậy huynh có biết cơ quan thế kế khác trong cửa tử không? Không biết. Nè,
Nếu đưa thuốc xong mà vẫn còn cơ hội, nghĩ cách lẻn tới Bạch Hữu Quan, đem những lời ta vừa mới nói báo với đại quân triều đình. Tôi nhất định sẽ dốc sức. Phải đi ngay, một khắc cũng không được dừng. Dạ, tôi đi ngay. Nhớ kỹ, tuyệt đối phải cẩn thận đó. Quân yên tâm. Các người lại tới đây làm cái gì? Nhĩ Khơ, bọn cường đạo nhà ngươi đúng là người. Mẹ nuôi, mẹ nuôi không sao đó chứ? Lục soát cho ta. Không được vào trong. Làm gì vậy? Không được vào trong. Không được vào trong. Không được vào trong. Đánh đó. Biết. Không được vào trong. Không được đánh mẹ ta. Thả con trai ta ra. Nhĩ Khơ, bọn cường đạo các ngươi làm gì vậy? Thả nó ra đi. Thả nó ra. Nói mau, bà đã giấu Trần Kim Định đi đâu rồi? Nói ra thì không sao, nếu không ta sẽ đánh bà tới chết luôn. Người đánh chết ta cũng vô dụng, ta không biết kẻ địch nào ở đây hết. Bà còn cứng đầu, coi bà cứng đầu tới khi nào đây? Mẹ. Nói không. Nói. Mẹ, không được đánh mẹ ta. Con nói không. Đừng đánh mẹ ta. Đừng đánh mẹ ta. Mẹ, mẹ không sao chứ? Đại nương, bà không sao chứ? Nhị phu nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá đi. Đại nương, suýt chút nữa ta hại chết mọi người. Xem ra ông trời có mắt, ta chưa tới số phải chết. Nhị Khờ, đưa mẹ cậu vào trong để ta xử lý đám cẩu tặc này. Cẩn thận đó. Ta chính là Trần Kim Định, chẳng phải các người tới bắt ta sao? Qua đi. Các quân đệ, bắt lấy cho ta. Cô đừng tha mạng, tướng quân tha mạng. Nếu như không muốn chết thê thảm hơn nữa thì quỳ đó. Xin tha mạng, xin tha mạng. Ta từng nói chỉ cần ngươi chết thì sẽ không chết thê thảm hơn nữa. Đại nương, bà nói xem muốn hắn chết như thế nào. Phu nhân, cô kêu ta nói hả? Đúng, đại nương nói thế nào thì ta làm y vậy. Theo ta thấy, thả hắn đi cho rồi. Đại nương, hắn là một người rất xấu xa, sao có thể thả đi được? Nếu hắn biết sửa đổi thì sao? Là người như hắn không sửa đổi được đâu. Đại nương, đại nương, ta sửa được, ta chắc chắn sửa được. Đại nương, cầu xin bà kêu Trần tướng quân tha mạng đi. Ngươi là một người ác độc, không có nhân tính. Ngươi thật sự sửa đổi sao? Ta sửa được. Đại nương, mong bà hãy tin ta. Cô hãy tin hắn lần này đi nha phu nhân. Đại nương, thả hắn đi, giống như thả hổ về rừng vậy. Nếu như hắn thật sự không thay đổi thì tức là tự tìm đến cái chết. Không có đâu, ta hứa sẽ thay đổi mà. Phu nhân, tha cho hắn lần này đi nha. Đại nương có đức hiếu sinh tới như vậy, ta sẽ nghe theo lời của bà. Còn không mau đa tạ Trần tướng quân đi. Đa tạ Trần tướng quân không giết ta, đa tạ ơn cứu mạng của đại nương. Một đại nương hiền lành như vậy mà ngươi cũng ra tay độc ác, có thể thấy ngươi rất hung tàn. Lần này ta tha cho ngươi, nếu ngươi còn làm việc xấu thì trời đất bất dung. Trần tướng quân, ta nhất định sẽ thay đổi, quyết không phụ ơn cứu mạng của đại nương đâu. Lưới trời lồng lộng,
Nếu ngươi còn làm việc xấu bị ta bắt được thì không có kết cục tốt đâu. Ta hiểu rồi. Nếu ta tiếp tục làm việc xấu thì sẽ bị sét đánh chết. Được, ta hỏi ngươi, bây giờ tình hình Bạch Hổ Quan thế nào rồi? Chiến sự khẩn cấp, lúc tới đây đại quân triều đình đang chuẩn bị tấn công. Ngươi lập tức dẫn ta tới Bạch Hổ Quan, ta muốn đi gặp Dương Phàm. Tới Bạch Hổ Quan? Đúng. Gặp Dương Phàm? Không lẽ ngươi sợ hả? Không, không phải ta sợ, mà ta sợ cô đi tới đó một mình như vậy. Ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần dẫn ta đi là được rồi. Dạ. Đại nương, ơn cứu mạng của bà cả đời này ta cũng không quên. Đợi phá được Bạch Hổ Quan ta sẽ quay về thăm bà. Đứng dậy đi. Phu nhân, ta sẽ đợi cô quay về. Cô phải bình an quay về.